ảnh mới à chị? Ảnh đại diện mới à? Có ảnh chụp hôm đấy chưa? Có rồi à? Em còn chưa xem, không anh. Em chào các chị đầu tiên đang xem live nhá. Xin chào tất cả mọi người. Em chào tất cả mọi người đầu tiên đang xem live ạ. Xin chào tất cả mọi người, các chị vào xem live nhanh tay cho em xin một dấu chấm các chị nhé. Mọi người vào xem live đầu tiên nhanh tay cho em xin một dấu chấm tương tác để em biết là các chị đang theo dõi live của em nhé. Chào các chị đầu tiên đang xem live của em ạ. Các chị vào xem live cho em xin một dấu chấm tương tác và chia sẻ bài viết cho em các chị nhé. Em chào chị Tipun Hâm ạ, chào chị Nguyễn Việt Hà nha. Em chào 397 người đang xem đầu tiên. Các chị ơi, hôm nay bên em sẽ bán xả hàng nhá. Vẫn là chương trình bán xả hàng nhưng kèm theo đấy là nhà em hôm nay bán cả giày thể thao ạ. Chị ơi, một đôi giày là 139. Một đôi giày là bán 139 á. Kia 139. 139 á. Vâng, 119. Tất cả tin nói. Chào tất cả mọi người đang xem live của em ạ. Các chị có câu hỏi gì các chị cứ comment nhá. Các chị có câu hỏi gì các chị comment vào live. Em chào tất cả các chị. Chào 425 các chị đang xem đầu tiên. Các chị ơi, hôm nay chương trình vẫn như mọi khi nhá. Bên em bán xả hàng không lợi nhuận, bán lỗ vốn cho các chị. Tại vì các chị ủng hộ em cũng rất là nhiều, lấy số lượng rất là nhiều về nhưng cũng bán hết rồi. Thì bây giờ còn sót lại một vài cái thì bên em sẽ xả nốt, xả lỗ vốn cho các chị nhá, xả để tri ân các chị. Mọi người vào xem live cho em xin một comment nhá. Mặc không vừa chị ơi, nhưng mà sợ nó cũng hết size chị ạ. Tại vì bây giờ nó không phải là còn đủ size nữa, cái size chị cần có khi nó cũng không còn. Chị chọn loại khác cho em chị nhá. Chị chọn sang mã khác thì bên em vẫn đổi hàng cho chị thoải mái. Còn cái mã này thì size của nó bây giờ cũng size lắm, không còn đủ nữa mà đổi à. Chị inbox chị nhá. Vấn đề đổi hàng thì bên em sẽ giải quyết qua inbox. Chị cứ inbox cho bên em, sẽ có người dép tin nhắn và tư vấn cho chị ạ. Chào tất cả các chị đang xem live nha. Mọi người vào xem live cho em xin một dấu chấm đi nào. Các chị vào xem live cho em xin một dấu chấm để em bắt đầu lên các mã đầu tiên nhá. Mọi người vào xem live đầu tiên cho em xin một dấu chấm này và chia sẻ bài viết cho em các chị nhé. Mọi người xem live chấm thế các chị chia sẻ tương tác với em nhé. Mình có thể là mua áo hay là ở lại đây nói chuyện với em cũng được, không nhất thiết là cứ phải mua hàng các chị nhé. Mình cứ vào đây nói chuyện vui với nhau. Các chị có câu hỏi gì cứ comment vào live các chị nhé. Mình có câu hỏi gì cứ comment vào live sẽ tư vấn và trả lời cho các chị. Mọi người vào comment với em và cho em xin một dấu chấm quay ra chia sẻ cho em 5 lần hội nhóm và 2 lần Facebook cá nhân nhé. Chào tất cả các chị đang xem live này. Chị ơi, thỉnh thoảng nó bị mờ nhỉ. Mọi người xem live của em có được rõ không ạ? Mọi người đang xem live của em có được rõ không nhỉ? Đây là mã em đang mặc, mã siêu phẩm của bên em đang mặc màu nâu đất cực xinh luôn. Đây, màu đâu đất này. Chị nào lấy comment cho em nhá. À từ từ em đợi các chị vào rồi nói chuyện với nhau rồi xong thì em sẽ lên các mã áo. Ngoài mã áo hay hôm nay thì em cũng sẽ lên một mã giày các chị nhá. Ngoài mã áo hay hôm nay bán sale ra thì em sẽ lên một mã giày cho các chị. Mọi người vào xem like comment tương tác với em các chị nhá. Mọi người vào xem like comment tương tác với em và chia sẻ bài viết cho em đi ạ. Để em chuẩn bị lên các form đồ của nhà em ngày hôm nay. Chào tất cả các chị ạ. À.
mọi người vào xem like tương tác với em nhé. Các chị vào xem like thì tương tác với em cho em xin một comment này và chia sẻ bài viết cho em. Chia sẻ bài viết cho em lên các hội nhóm và trang cá nhân. Nhớ là để chế độ công khai cho em các chị nhé. Tại vì hôm nay nếu như mà các chị ủng hộ em thì em cũng sẽ chơi mini game tặng quà cho các chị. Mọi người cứ vào xem like của em nhé. Vào xem like và tương tác với em đi ạ. Chào tất cả các chị nhé. Chào 437 người đang xem đầu tiên. Mã áo em đang mặc là mã 995. Mã 995 này có nhiều màu, em sẽ dơ mã 995 nhé. Mặc nó rất là ấm. Em sẽ dơ màu của mã 995 em đang mặc nhé. Mã 995 em đang mặc có màu nâu đất như em đang mặc đây ạ. Màu nâu đất như em đang mặc này. Và màu đen nhé. Màu đen, màu vàng bò và màu xanh rêu. Màu đen, vàng bò và màu xanh rêu. Duy nhất là màu đen và màu vàng bò thì đang còn đủ size. Đen và vàng bò nâu đất đang còn đủ size nhé. Và màu xanh rêu thì chỉ còn duy nhất một chiếc size L thôi ạ. Còn duy nhất một chiếc size L nhé. Chị nào lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại có đủ size S, M, L, XL ạ. S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60kg mặc vừa cho em nhé. Mọi người vào xem like tương tác với em này. Cho em xin một comment là một dấu chấm, một cái vẫy tay hay cái gì đấy thì em biết là các chị đang theo dõi em. Và chia sẻ bài viết cho em 5 lần hội nhóm và 2 lần Facebook cá nhân để chế độ công khai cho em các chị nhé. Mọi người vào xem like thì nhớ là tương tác với em nhé. Có câu hỏi gì các chị cứ comment vào đây em sẽ trả lời và tư vấn ạ. Các chị có câu hỏi gì thì cứ comment vào like em sẽ tư vấn nhé. Mã áo em đang lên đây, em sẽ giới thiệu qua về form áo của bên em ngày hôm nay này. Form áo của em là một form áo hàng Quảng Châu cao cấp. Các chị nhìn chất da cho em nhé. Chị nào mà mình thích về áo da hay là am hiểu về áo da, nhìn qua áo da là mình cũng biết đây là chất áo đẹp hay không. Đây là form áo hàng Quảng Châu cao cấp của bên em. Các chị nhìn kỹ về chất da của nó này. Có độ bóng nhẹ cực kỳ sang trọng. Nhìn cái form áo rất là sang mọi người nhé. Và mặc lên vô cùng tôn dáng luôn. Mã 995 em đang mặc này. Màu em đang mặc là màu nâu đất ạ. Màu nâu đất nó cũng là một trong những cái màu cực kỳ sang trọng nhé. Nó là một cái màu tông trầm và nhìn rất là sang. Mình đi làm, đi học, đi chơi mặc đều đẹp ạ. Hôm nay em đang mặc một cái áo cổ nó hơi cao ở bên trong nên là nó không rõ được form áo lắm. Đây nhá. Đây là mã 995 của nhà em. Em chào chị Nam Vũ ạ. Chào tất cả mọi người nhá. Đúng rồi, ngày hôm nay là một cái chương trình có 102 sẽ không bao giờ ở shop nào. Tại vì nhà em nhập hàng với rất là nhiều, hàng nghìn cái cơ, nhưng mà bán bây giờ hết rồi. Chỉ còn mấy cái thôi, lẻ sai. Mấy cái lẻ sai hoặc là đủ sai nhưng nó số lượng còn rất là ít, 1 đến 2 cái. Nên là bên em muốn đẩy hàng đi nhanh nên là bán giá sale cho các chị nhá. Bán giá sale sập sàn lỗ vốn cũng như đây là giá tri ân cho những chị mà đã ủng hộ em này. Đây mã em đang mặc là mã 995 mọi người nhá. Mã 995 cực đẹp luôn, màu em đang mặc là màu nâu đất. Về áo da, em nghĩ là về áo da thì cái mình quan tâm đầu tiên đấy nó sẽ là chất lượng của sản phẩm nhá. Tại vì nếu như mà mình mua một cái áo da có đẹp đến đâu nhưng mà chất liệu nó không được tốt thì mình mặc chỉ một hai lần hay là mặc được một mùa thôi xong cất thì nó cũng sẽ tự nổ ra. Nhưng mà áo của bên em thì em chắc chắn cam kết với mọi người là không bao giờ có trường hợp đấy các chị nhá. Tại vì sao em dám khẳng định như thế? Tại vì có rất là nhiều khách nhà em mua áo 2 năm quay lại feedback cho em là áo của em để qua một mùa hè đến mùa đông lôi ra mang đi hấp lại mặc như mới nhá. Nó cực kỳ đẹp luôn các chị ạ. Em nghĩ là về áo da form dáng nó là một chuyện nhưng mà cái chất liệu của nó lại là một chuyện các chị nhá. Chất liệu nó được tốt thì mình mới mặc được lâu, mặc được bền. Mã em đang mặc đây là mã 995 nhá. Mọi người có câu hỏi gì về mã 995 thì comment em sẽ tư vấn ạ. Có câu hỏi gì về mã 995 thì các chị cứ comment vào like nhá. Em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về form áo nha. Em nhắc lại là đây là xả hàng không lợi nhuận và xả hàng lỗ vốn cho các chị. Để cũng như là tri ân, một lời cảm ơn các chị luôn ủng hộ. Nên là mọi người mua hàng chú ý xem là đặt hàng Vân Minh, mình đặt hàng xong rồi mình sẽ nghe điện thoại cho em này. Và phí ship toàn quốc bên em sẽ là đồng giá 30k nhé. Đồng giá 30k ship toàn quốc. Tại sao lại đồng giá 30k? Em chào chị gái Huynh ạ.
30k phí ship toàn quốc là nó quá rẻ cho một cái áo da, tại vì mình mua một cái áo phông ship của nó phải rơi vào tầm 40.000. Nhưng mà nhà em một cái áo da ship vẫn chỉ có 30.000 toàn quốc thôi, là vì nhà em đã chợ ship cho các chị nhá. Phí ship của mình có khi nó sẽ lên tới 45, 50, 55.000. Nhưng mà bên em đã chợ ship cho các chị và phí ship toàn quốc sẽ tổng cộng là 30k. Ai có câu hỏi gì về mã 995 hay 55 thì các chị cứ comment nhá. Cực xinh luôn. Em mặc size S nó sẽ vừa hơn đấy. Em thử mặc cái màu đen size S nhá. Cái màu nâu đất em đang mặc đây là size M. Tí nữa thì em có lên cả giày nữa các chị ạ. Nếu như các chị ủng hộ em sẽ lên bán giày nữa. Bán giá sập sàn với các chị luôn. Em chào tất cả các chị đang xem live nhá. Mọi người xem live thì tương tác nói chuyện với em này. Mình không mua hàng thì mình vào đây mình nói chuyện với nhau cho vui các chị nhá. Mà em đang mặc đây, mã 995 màu đen. Mình có thể mặc kéo hết khóa lên cho em nhá. Em đang mặc size S. Em cao 1m68 và nặng 55 cân các chị nhá. Đây, em đang mặc size S này. Mọi người có câu hỏi thì các chị cứ comment nhá. Và đặc biệt là những người con trai mà lướt qua livestream này thì mà mình thấy hôm nay sale như thế này thì nhớ là tag bạn bè vào để mua áo với giá rẻ. Và cái giá này em đảm bảo là ở ngoài thị trường không bao giờ có. Tại vì cá nhân shop em bán ở shop nguyên giá của nó cũng là 1.050.000 mọi người nhá. Nhưng mà trên live luôn luôn mình được ưu tiên. Thì trước đây em bán sale là 600, bán sale lãi 10.000 đến 20.000 một cái áo là có giá là 600. Nhưng mà ngày hôm nay em bán với giá là 400, hoàn toàn không có một đồng lãi nào nhá. Mình có thể mặc như thế này, kéo bên trong của hôm nay mặc nó thấp hơn thì nó lên dáng hơn. Mã em mặc đây là mã 995. 995 có 4 màu mọi người nhá. 995 có 4 màu. Đây mình có thể mặc như thế này. Mã em đang mặc là 995 đấy ạ. Màu đen này, đủ size S, M, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg mà vừa nhá. Màu nâu đất, màu xanh rêu và màu vàng bọ. Mọi người vào xem ai có câu hỏi gì thì con mình sẽ trả lời và tư vấn kỹ hơn ạ. Đây là form áo em khẳng định, em nhắc lại cho các chị vào sau là đây là form áo hàng 1.050.000 của nhà em các chị nhá. Không phải là hàng 400, là hàng kém chất lượng, mà đây là hàng sale sập sàn từ 1.050.000 xuống 400.000. Em biết là ở ngoài thị trường kể cả 200-300 mình cũng mua được một cái áo da rồi cơ. Nhưng mà về mua áo với cái chất lượng của nó và giá trị sử dụng của nó được bao lâu mới là quan trọng các chị nhá. Mình mua một cái áo 200-300 về mặc 1-2 ngày tự treo nó cũng nổ ra. Nhưng mà form áo như em các chị nhìn về chất của nó này, nó cực kỳ đẹp luôn. Vì đây là hàng tiền triệu nhá, hàng 1.050.000 nhưng em đang bán với giá là 400. Mọi người có câu hỏi gì thì comment đừng xem ngay trầm như thế. Các chị có câu hỏi gì về form áo thì cứ comment nhá, hay là mình vào đây mình nói chuyện cho vui. Không sao cả. Đây màu vàng bò này, cũng còn đủ size S, M, L, XL nhá. S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg mình mặc vừa cho em. Cực đẹp luôn, màu đen này. Và đặc biệt cái form áo 995 này của nó là phần cầu vai của nó các chị nhá. Phần cầu vai của nó cũng có lót một lớp đệm mút cao cấp để các chị nhìn cái phần vai của em nhá, bình thường vai của em cũng hơi xuôi đấy. Nhưng mà mặc cái áo này lên nó sẽ khắc phục hoàn toàn cái khuyết điểm về vai xuôi cho em. Mình lên form áo chuẩn hơn rất là nhiều nhá. Mã em đang mặc là mã 995 có 4 màu ạ. Mã em đang mặc là mã 995 có 4 màu mọi người nhá. 995 có 4 màu. Em sẽ dơ lại màu một lần nữa này. Màu vàng bò. Các chị nhìn cái màu vàng bò này nó cực kỳ trẻ trung năng động nhá. Mà em nghĩ là cái form áo da ấy nó rất là dễ kết hợp đồ luôn. Nó cực kỳ dễ kết hợp đồ nhá. Mình có thể mặc với quần dài, quần vải cũng được này. Hay mà mình phối với một cái quần bò rồi đi một đôi bốt đen lên cực kỳ sang và trẻ trung luôn. Hay là mình có thể phối với chân váy rồi đeo giày thể thao, hay là phối với váy body rồi đeo giày cao gót nhá. Kiểu gì cũng xinh. Nên là các chị em khuyên thật là nếu như mà mình chưa có một form áo da ở trong tủ thì các chị nhanh tay vào đây để sở hữu cho mình một cái áo da. Mà áo của nhà em đây là áo tiền triệu các chị nhá. 1.050.000 đang sale sập sàn còn 400.000, không có một đồng lãi nào luôn. Mọi người có câu hỏi gì các chị cứ comment nhá. Các chị có câu hỏi gì về form áo thì các chị cứ comment mà like em sẽ tư vấn ạ. Áo cực đẹp luôn. Mọi người nhìn cái chất da này, chị nào mà am hiểu về da ấy, nhìn qua cái chất da của nhà em cũng biết là da tốt hay là da không tốt nhá.
nên là em không cần phải giới thiệu nhiều, tại vì đây mọi người đang nhìn được hàng thật em đang mặc ở trên người, không biết là các chị có xem được rõ không, nhưng mà cái chất da của nó mặc cực kỳ thích luôn ạ. Mà em đang mặc là mã 995 nhá. Các chị có câu hỏi gì về mã 995 thì comment vào like sẽ tư vấn. Đây, thiết kế của nó thì nó đơn giản thôi, có thiết kế đơn giản thôi nhưng mà nó tôn dáng cực kỳ và nó khắc phục được những nhược điểm của mình và tôn lên những ưu điểm của mình nhá. Đây là mã 995 em đang mặc. Nó có phối phần khóa ở cổ tay đây ạ. Phần khóa ở cổ tay nhá. Tác dụng để làm gì? Nhiều chị đã thắc mắc với em là cái phần khóa ở cổ tay này nó tác dụng để làm gì? Thì em xin giới thiệu cái khóa ở phần cổ tay này. Mục đích của nó là để cơi nới phần cổ tay cho mình nhá. Mục đích của nó là cơi nới phần cổ tay ra để mình khi mà mình mặc áo vào hay là cởi áo ra nó sẽ dễ dàng hơn. Tại vì mùa đông mình sẽ mặc thêm cho mình một cái áo len ở bên trong nữa cho nó giữ nhiệt nhá. Nếu như mà không có cái phần khóa này thì cởi ra mặc vào sẽ khó khăn ạ. Mã 995 nên là mà có chị nào có câu hỏi gì thì comment vào like các chị nhá. Và nhớ là cái giá sale 400 này em chỉ áp dụng cho các chị mà chia sẻ cho em 5 lần hội nhóm và 2 lần Facebook cá nhân để chế độ công khai cho em các chị nhá. Em sẽ dơ cái lớp lót bên trong của nó cho mọi người xem này. Lớp lót bên trong của áo nhá là lớp lót gió cao cấp đảm bảo là giữ nhiệt và chắn gió cho các chị cực kỳ đi ngoài đường mùa đông. Mình mặc cái áo này em đảm bảo là không gió nào lùa được vào người. Mà em đang mặc đấy là mã 995 các chị nhá. 995 có 4 màu và đang có giá sale là bao nhiêu ạ? Là 400.000. 400.000 cho một form áo hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Đây là hàng Quảng Châu cao cấp chứ không phải là hàng linh tinh trôi nổi ở ngoài thị trường. Nó cực kỳ đẹp luôn, kể cả về chất da hay là về form dáng mọi người nhá. Mọi người nhìn kỹ cái chất da của nó cho em này. Khuy khóa cũng sáng, khuy khóa cực sáng luôn và kéo khóa cực kỳ trơn. Như các chị theo dõi là ngày trước em cũng có một áo da cái lớp lót này của nó nhá. Nó bùng nhùng sau nó thỉnh thoảng nó hay bị kẹt vào cái khóa này này. Kéo lên nó mà mắc thì cực kỳ khó chịu luôn. Nhưng mà cái form áo của nhà em các chị nhìn đây, nó không bao giờ có trường hợp đấy. Mã áo là 995 mọi người nhá. Có câu hỏi gì về mã áo 995 em đang mặc, đang cầm ở tay thì các chị cứ comment vào like sẽ tư vấn. Màu gì cũng đẹp luôn. Các chị muốn em mặc màu nào thì có thể comment vào like nhá. Muốn em mặc lên dáng màu gì các chị cứ comment vào like, em sẽ mặc lên cho mọi người xem. Về form dáng và chất liệu bên em. Chín chín năm vàng bò đấy ạ. 995 vàng bò nhá, cực kỳ trẻ trung. Cái màu này mà mình đi với thể thao trắng mặc chân váy hay là quần sau thì cũng xinh. 995 này, 995 vàng bò mọi người nhá. Màu em đang mặc đây là màu vàng bò, có 4 màu đấy ạ. Vàng bò này, đen này, vàng bò đen, nâu đất. 3 màu này hiện tại đang còn đủ size nhá. Vàng bò đen và nâu đất hiện tại đang còn đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg mình mặc vừa nhá. Mình chỉ cần trong phạm vi cân từ 40 đến 60 kg là mặc áo này cực đẹp ạ. Màu xanh rêu này chỉ còn duy nhất một chiếc size L thôi ạ. Màu xanh rêu rất đẹp nhưng mà chỉ còn duy nhất một chiếc size L thôi. Chị nào mà mình nặng tầm khoảng 55, 56, 57, 58 kg thì mặc size L này rất đẹp. Màu xanh rêu nhá, nhìn nó rất lạ luôn, các chị nhìn cái màu xanh của nó đi ạ. Màu xanh rêu vô cùng thời trang. Mọi người có câu hỏi gì về form áo 995 em đang mặc thì các chị cứ comment vào like. Em sẽ tư vấn kỹ hơn cho các chị về form dáng chất liệu nhá. Mã 995 mọi người nhìn cái chất da của nó cực kỳ mềm nhá. Em hoạt động như thế này nhưng mà nó không bao giờ kiểu gây cái cảm giác cộm tay ấy. Cử động nó kiểu nếu như mà chất da nó không được tốt nó sẽ cho mình cái cảm giác là bị cộm rất là khó chịu. Em chào chị Thảo Duy ạ. Em chào chị Thảo Duy nhá. Mọi người vào đây nói chuyện với em nhá. Các chị có thể vào đây nói chuyện vui với em hoặc là mình mua hàng ủng hộ em nói chuyện cũng không sao cả các chị ạ. Em đang mặc mã 995 mọi người nhá. Và em nhắc lại cho những chị vào sau là áo ngày hôm nay đang được bán với cái giá trên trời. Em đảm bảo là ngoài thị trường không bao giờ người ta bán cái form áo như thế này, chất liệu như thế này, chất lượng của nó như thế này với giá là dưới 1 triệu đồng các chị nhá. Còn ví dụ như áo da thì 200-300 mình cũng có thể mua được một con áo da rồi, đấy là chắc chắn. Nhưng mà cái áo da đến mình mặc được trong bao lâu và chất lượng nó như thế nào mới là vấn đề nhá. Mình nên là mình hay là mời
mua tiêu dùng thông thái. Đây cái mã này hôm nay đang được bán với giá là 400.000 thôi ạ. 400.000 nhá. Chị nào có câu hỏi gì thì comment nhá. Chị nào có câu hỏi gì thì comment vào like em sẽ tư vấn ạ. Màu đen và màu nâu đất đang còn đủ size S và XL luôn. Màu nào cũng xinh nhá. Muốn em mặc lên dáng màu gì thì các chị cứ comment vào, em sẽ tư vấn và mặc lên dáng cho mọi người xem kỹ hơn về form áo của bên em. Em đang mặc vào màu vàng bò size M. Màu vàng bò size M, em là nặng, em cao 1m68 và nặng 55 cân các chị nhá. Ai muốn em tư vấn về size số mình mặc size gì thì có thể comment cho em xin chiều cao và cân nặng. Chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn cho mọi người nhé. Comment cho em xin chiều cao và cân nặng em sẽ tư vấn size cho mọi người. Các chị có câu hỏi gì thì cứ comment và like nhé. Mọi người xem like tương tác của em nhé, chia sẻ bài viết cho em này. Và nhớ là chia sẻ để chế độ công khai cho em. Mình vào đây mình săn áo được áo với giá là 400.000. Form áo hàng 1.050.000 đang được bán với giá là 400.000 mọi người nhé. Đây, phần khuy khóa của nó cực kỳ sáng luôn. Và kéo khóa, các chị nhìn cái phần khóa của nó này không bao giờ có tình trạng là kẹt ở giữa chừng hay là mắc cái gì vào với hỏng khóa. Thật sự nếu như mà mặc áo gặp mấy cái trường hợp bị nghẹt khóa cực kỳ khó chịu luôn các chị ạ. Đây áo nhà em khóa cực kỳ trơn nhá. Phần túi ở bụng này là phần thiết kế túi giả. Phần túi ở bụng này là phần thiết kế túi giả nhé các chị nhá. Vì sao nhà em lại thiết kế túi giả? Em đã nói rất là nhiều lần rồi. Tại vì cái nếu như mà mình thiết kế túi thật thì cái lớp lót ở bên trong bụng của mình nó sẽ gây cộm cái phần bụng này lên. Và nhìn nó trông cảm giác như là bụng mình rất là to. Nên là nhà em thiết kế túi giả nhá, để nó không bị phá form áo của mình. Nó không bị phá cái form áo, nhìn bụng mình nó không bị to. Mà form áo nhìn nó vẫn có điểm nhấn nhá. Mã áo em đang mặc là mã 995. 995. Em cảm ơn chị Hoài My E nhá. Áo em rất là đẹp luôn. Tại vì em khẳng định là đây là áo hàng tiền triệu. Mà các chị đang săn được nó với giá là 400.000. Chứ không phải là đây là hàng 400.000 nhá. Đây là hàng 1.050.000 nhưng mà trên live của em ngày hôm nay mọi người mua được với giá là 400.000 ạ. 400.000 bình thường mình đi bây giờ mình mua được một cái áo phông mùa hè, một cái áo sơ mi mùa hè hay là một cái quần sót thôi. Nhưng mà hôm nay ở trên live của em 400.000 các chị mua được một cái form áo hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Mọi người mà mua được áo ngày hôm nay thì là người tiêu dùng thông thái luôn. Đây nhá, đây là màu nâu đất ạ. Nâu đất đen và vàng bò màu nào cũng xinh. Cái form áo lên nó cực kỳ chuẩn nhá. Đặt mấy cái rồi vẫn thích cái form áo nha em, mặc rất là thích đúng không chị? Tại vì cái form áo nó thiết kế tuy là nhìn áo nó đơn giản, không phải là có điểm gì đặc biệt cả, nhưng mà mặc lên người nhá, nó ôm dáng cực kỳ. Em cũng cảm thấy như thế. Nó mặc lên người nó cảm giác như người mình đẹp hơn rất là nhiều ấy. Đây là mã 995. Chị Hoài nghe chắc là mua hôm nọ chị cũng săn mấy mã áo này rồi đúng không ạ? Ai đặt thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại mọi người nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Số lượng của nó còn rất là ít thôi. Số lượng của nó còn rất là ít nhá. Nên là mình nhanh tay mua cho mình để mình được sở hữu một cái áo tiền 1.050.000 xuống còn 400.000 ở trên live nhá. Mọi người nhìn cái chất lượng da của nó đi ạ. Cực đẹp luôn. Chị nào lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Màu vàng bò rất là trẻ trung. Mình mà mặc với một cái quần short này hay mặc quần đen cũng được, nhưng mà mình đeo thêm một đôi giày thể thao trắng nữa nhìn nó lại rất là trẻ trung. Nhưng nếu như mình mặc một cái form váy body hay là mặc một cái chân zip ở trong, đi giày cao gót nó lại rất là sang trọng. Nói chung là một cái áo da nó có rất là nhiều cách kết hợp đồ cho mình nhá, chứ không phải là mình cứ nhắc cứ phải mặc theo một kiểu. Nó có rất là nhiều kiểu phối đồ. Mà em đang mặc đây là mã 995 các chị nhá. Mà em đang mặc là mã 995. Còn màu em đang mặc là màu vàng bò nhá. Cực đẹp luôn. Có câu hỏi gì về form áo thì các chị cứ comment vào like sẽ tư vấn kỹ hơn về form dáng chất lượng áo.
em nhắc một chút về chế độ bảo hành của em với cái chiếc áo này nhá. Tại vì đây là một cái giá xả thật sự với các chị là không có một đồng lãi nào, và đây là xả lỗ vốn để đẩy hàng đi nhanh thôi. Nên là mọi người mua hàng ở trên live của em nhá, ngày hôm nay với giá là 400.000 thì bên em sẽ không chấp nhận là đổi trả, không chấp nhận đổi trả, tại vì nó cũng là hàng hết size rồi, hàng thủ size đang đẩy đi cho nhanh, nên là mọi người có đổi thì cũng không có nên size để mà đổi nữa. Và cái giá 400 này thì thật sự là không không lãi được đồng nào để mà đổi đi đổi lại, nó rất là mất công ạ. Có kiểu có cổ không chị? Có kiểu có cổ chị nhá, kiểu có cổ đây, hôm nay đang sale cái mã trên tường đó, đấy là cái form cổ vét đấy, em sẽ mặc thử nhá. Chị quên Nguyễn có thích cái kiểu cổ vét đấy không ạ? Kiểu cổ vét trên tường đấy nhá. Em sẽ mặc thử cái kiểu cổ vét cho các chị xem nhá. Mã 816 lên sale luôn. Đúc cái gì ở trong nó phồng. Bi lông. Để em đi kiếm bi lông. Đây nha, mã 816 em đang mặc đây. Mọi người chia sẻ like cho em các chị nhá. Cứ chia sẻ like đi, em sẽ chuẩn bị lên một cái mã giày. Mọi người sắp đến mùa đông rồi, phải đi học, đi làm các thứ rất là lạnh chân. Thì hôm nay em biết được điều đấy, em sẽ lên cho các chị xem một form giày của nhà em nhá. Ngày hôm nay em sẽ sale luôn một form giày. Không cứ like áo da mãi các chị cũng buồn. Mọi người ở đây chắc ai cũng mua áo da luôn rồi ấy. Đây. Mã em đang mặc này, mã 816 form cổ vest cực xinh nhá. Mã 816 form cổ vest cực xinh. Có màu đen chị Quyên Nguyễn nhá, form này có màu đen ạ. À, rất may là có màu đen, còn màu đen. Có màu đen luôn, mọi người ngắm kỹ màu vàng nó cho em nhé. Em sẽ lên cái form màu đen này. Các chị ơi, cái áo như thế này, mọi người nhìn cái áo như thế này, bán với giá là 400 có tiếc không ạ? Em bán hàng em còn thấy tiếc. Mọi người nhìn cái chất da của nó nhá, nhìn cái chất da của nó là mọi người biết là hàng như thế nào rồi ạ. Đây em sẽ quay cận cho mọi người xem đằng sau nhá, cực kỳ đẹp luôn. Mọi người phải sờ vào cái chất da của nó mọi người mới cảm nhận được. Em sẽ mặc lên dáng nhá, em sẽ mặc lên dáng luôn cho các chị xem màu đen. Đây là màu vàng bò. Nó còn có cách làm thứ hai là mình kéo hết khóa lên cho em như thế này, đi ngoài đường cực ấm, không ở lo gió thổi vào người, mà mặc cái áo da này nó ấm hơn mặc áo phao luôn ý, tại vì cái lớp da của nó chắn gió vô cùng. Mà mùa đông đi chủ yếu là gió vào người thôi chứ còn nó cũng không mới lắm. Em mặc màu đen các chị nhá, em sẽ mặc màu đen này. Đây màu đen mã 816. Màu đen mã 816 đây ạ. Ai đặt thì comment cho em nhá, 816 kèm màu kèm số điện thoại. 816 có vàng bò và đen, cực đẹp luôn ạ. Thật sự ở ngoài đời nó còn đẹp hơn ở trên live rất là nhiều lần. Tại vì ngoài đời cái chất da của nó các chị mới cảm nhận rõ ràng được cái chất da của nó như thế nào. Chị ơi đây là cái cúc ngon, nó làm điểm nhấn cho áo thôi, mình có thể đóng cúc vào nhá. Cái cúc này mình đóng vào nó thiết kế như thế đấy ạ. Kiểu choker ở cổ ấy. Đây, nó kiểu như thế này, hoặc là mình có thể phanh ra. Đấy ạ, mã 816 là như thế. Đây nhá, 816 màu đen. Em sẽ kéo hết khóa lên cho các chị xem nhá. Có một mã nữa, nó không có khóa ở đây, không có cúc bấm ở cổ. Nhưng mà cái mã đấy hôm nay nếu như mà các chị mua ở trên live ấy, thì bình thường giá của nó là 1.020.000 cơ. Nhưng mà nếu như hôm nay các chị thích cái form đấy em sẽ lên và bán với giá bao nhiêu rồi nhỉ? 1.050.000 sale xuống 600 luôn nhé. Ngày hôm nay em bán 1.050.000 em sẽ lên cái mã đấy và bán với giá 600 cho các chị luôn. Đây sẽ lên mã 929. Cái mã này thì phải gọi là siêu 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 phẩm. Và đây là hàng mới về các chị nhá, mới canh luôn, nóng hổi. Em sẽ mặc lên dáng cho mọi người xem nhá. Để em sơ vin lại cái áo mặc lên cho nó chuẩn form. Đây em sẽ lên mã 929 này.
Cái này là xe S. Đang ở đây có xe S. Chị ơi chị nhìn kìa. Đó. Vâng. Đây hôm nay nhá. Hứng lên, hàng mới tinh hình tình vừa mới về. Sale các chị với giá 600 nghìn. Mọi người mua nhanh nếu không bên em đổi ý là lại bán về nguyên giá bây giờ. Mà em đang mặc đây ạ. Em đang mặc ở size S. Chờ em một chút để em chỉnh sửa lại cái form áo nhé. Đây cổ vest cực xinh. Áo này đã xinh chưa? Quá xinh luôn. Nó là 929 chị nhá. Chị quên quên chị có ưng cái áo này không ạ? Comment cho em là 929 kèm số điện thoại. 929 có duy nhất màu đen. Nhưng mà các chị nhìn cái áo này lên giá một cái là mình thấy phê luôn. Hàng vừa mới về chất da này. Mọi người nhìn cái form da của em nó đi. Form da cực kỳ mềm, sờ mịn tay nhá, nó có độ co giãn nhẹ. Nhìn là biết là da như thế nào. Mọi người mà am hiểu về da ấy, nhận cái áo sờ vào chất là biết là nó là hàng tốt hay không. Em đang mặc vào size S này, đẹp từ cái khuy khóa nhá. Mọi người nhìn khuy khóa của nó đi, rất là sáng. Và cái khuy khóa của nhà em làm hoàn toàn bằng hợp kim cao cấp tổng hợp, nên là không bao giờ có tình trạng này hoen dỉ. Tại vì có những trường hợp em đã thấy là cái áo mặc chưa cũ nhưng mà cái khóa của nó đã dỉ và xỉn màu rồi. Nhìn gào nó cũ hơn rất là nhiều, nhưng mà form áo của nhà em nhá, nó là form áo làm khóa của nó làm bằng hợp kim cao cấp tổng hợp nên là nó không bao giờ có tình trạng như thế. Em mình kéo ra để cơi nới phần cổ tay, khi mà mình cởi áo ra hay là mặc áo vào nó sẽ dễ dàng hơn. Mã 929 siêu phẩm này, chị nào chốt thì chốt nhanh tay cho em nhá. 929 kèm số điện thoại cho em, đang còn đủ size S, M, L, XL, tại vì đây là hàng vừa mới về mọi người nhá. Đây là hàng vừa mới về. Cổ của nó cổ vest này, đặc biệt hơn nữa là mình mặc được hai kiểu. Em sẽ mặc ngay kiểu thứ hai, các chị ngắm cái cách mặc thứ nhất này, nó tôn dáng vô cùng luôn ạ. Đây hai cái cúc bấm ở dưới. Thiết kế cực kỳ đẹp. Em rất thích cái này và em sẽ lấy nó để mặc. Chị nào lấy nhanh tay comment cho em là 929 kèm số điện thoại các chị nhé. 929 kèm số điện thoại cho em, duy nhất nhà hôm nay nó bán với giá 600. Ngày mai trở về nguyên giá 1.050.000. Không mua thì rất là tiếc luôn. Cửa hàng em lúc nào cũng bán có bán này là 1.050.000 nhá. Và em đảm bảo với cái giá 1.050.000 ấy, bán ở cửa hàng là bên em đã bán với cái giá còn rẻ hơn thị trường. Người ta bán 1.2.000, 1.3.000 là chuyện bình thường các chị nhá. Đây mã áo 929 em đang mặc. Em đang mặc size S đấy ạ. Em cao 1m68 và nặng 55 cân nhá. Em cao 1m68 và nặng 55 cân. Em đang mặc size S có vẻ là nó hơi bị kích ngực. Chắc em phải mặc size M thì nó sẽ đẹp hơn. Đây, nhưng mà mọi người nhìn cũng hình dung được cái form áo của nó. Khi mà mình kéo hết quá lên thì cái cổ của nó sẽ là cổ bẻ. Cực sang, cái mã này siêu phẩm. Có khóa chéo nan không chị? Anh ơi, anh Nam Phạm Trọng Nhân ở bên em thì hôm nay không có hàng nam ạ. Em chỉ có hàng nữ thôi nên đang bài áo nữ cho mọi người nhá. Nên là anh có vợ, có bạn bè gì tang vào đây mình mua áo hôm nay là cái áo nhà em đang được bán là 1.050.000, đang bán với giá là 400 nhá. Giá này em khẳng định ở ngoài thị trường không ai dám bán và đây là giá trên trời, mọi người mua này quá là may mắn luôn. Mã 929 đấy ạ. À mã đúng rồi, mã 929. Mã 929 vừa về nhá. Hàng cực đẹp và đây là mẫu mới nhất, mới tinh. Phần cổ của nó cổ vest này rất là sang, nó đẹp từ cái khuy khóa nhá. Mọi người nhìn khuy khóa của nó rất là sáng luôn. Đây. Em đang mặc là size S, ai lấy thì comment cho em là 929 kèm số điện thoại. Duy nhất một màu đen, nhưng màu đen nó cũng là cái màu mà mặc lên tôn dáng nhất, che khuyết điểm nhất nhá. Đây mặc lên tôn dáng nhất, che khuyết điểm nhất cho mình. Chị nào mà có cân nặng của mình hơi thừa cân một chút, không được gầy gò, không được chuẩn dáng cho lắm thì mình mặc màu đen lúc nào luôn luôn là đẹp nhất. Và con gái mình thì ít thấy ai là hảo, em cũng hơi béo các chị nhá, em là hơi béo nhưng em mặc cái màu đen này nhìn cảm giác em thấy em thon gọn đi rất là nhiều. Có ai đặt hàng mã 929 thì nhanh tay comment cho em là 929 kèm số điện thoại cho em nhé. 929 kèm số điện thoại cho em ạ. Đây là mã siêu phẩm vừa mới về của nhà em. Mọi người vào xem like nhá, có câu hỏi gì thì các chị cứ comment vào like này. Em sẽ tư vấn và trả lời cho các chị nhiệt tình, mặc dù ngày hôm nay bán cái giá mấy hai cái mã kia em bán là 400 là lãi được, à là không lãi, nhưng mà cái lãi 929 này em bán với giá 600 là lãi được 10.000 đến 20.000 một cái áo thôi. Mọi người nhanh tay vào mua áo với giá rẻ nhá. Có câu hỏi gì về áo các chị cứ comment nhá.
Có câu hỏi gì về áo thì các chị cứ comment vào like, em sẽ tư vấn và trả lời này. Không thì mình vào đây mình nói chuyện với nhau. Em sẽ mặc lại mã 995 nhé. Em sẽ mặc lại mã 995. 995 đang được bán với giá là 400. Bán áo nhưng mà trực tiếp. Mã 995 của nhà em này. Cực sang luôn. Cái thiết kế của nó rất là tôn dáng ạ. 995 có 4 màu mọi người nhá. 995 có 4 màu. Em sẽ dơ lại màu một lần nữa này. Có 4 màu nha. Mọi người có câu hỏi gì về áo thì comment nhá. Màu vàng bò đấy ạ. Vàng bò này. Vàng bò đủ size S, M, L, XL các chị nhá. Từ 40 đến 60 kg mình sẽ mặc vừa. Màu xanh rêu còn size L. Và màu đen còn đủ size S, M, L, XL nhá. Đấy là còn size nào em đã báo hết rồi. Nên là các chị thích màu nào thì comment cho em là 995 kèm màu kèm điện thoại ạ. Các chị đang xem live có muốn em lên giày không nhở? Em sẽ lên mã giày và bán với giá như một đôi dép đi trong nhà. Các chị có muốn em lên giày không, để em bắt đầu lên các mã giày cho mọi người xem nhé. Mọi người thích xem giày thì comment cho em xin dấu chấm này hay là một cái icon gì đấy để em lấy động lực em lên sale giày cho các chị nhé. Các chị có câu hỏi gì về áo thì cứ comment em sẽ tư vấn luôn. Mọi người muốn xem giày không, để em lên các mã giày ạ. Muốn lên giày em sẽ lên giày cho các chị xem nhé. Và bán giá sale luôn trên live. Ngày hôm nay đang thích sale. Mọi người vào xem live cho anh xin một comment đi ạ. Mua áo với cái giá cực đẹp. Mã áo em đang mặc 3 đang bảo với giá là 400 các chị nhé. 400 cho một cái áo này. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Form áo 995 em đang mặc trên người là đang bán với giá là 400 thôi. Mọi người nhìn kỹ cái chất da của nó cho em này. Nhìn kỹ cái chất da em đang mặc trên người nhá. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhé. Mã em đang mặc là mã 995 đấy. Đây em sẽ đứng gần cho các chị xem chất này. Chất của áo đây nhá. Cực kỳ đẹp. Em sẽ dơ lại 4 màu của áo. 4 màu của áo là màu vàng bò. Màu vàng bò, màu nâu đất. Vàng bò và nâu đất đang còn đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg mặc vừa. Màu đen này cũng đủ size S, M, L, XL nhá. 40 đến 60 kg mình sẽ mặc vừa không áo này. Màu xanh rêu này. Xanh rêu còn duy nhất một chiếc size L thôi. Màu xanh rêu rất là thời trang. Đây, nhà đang cháy hàng rồi. Cháy hàng còn duy nhất một chiếc size L. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. Xanh rêu này. Các chị có muốn em mặc lên dáng màu xanh rêu không ạ? Nhưng mà nó chỉ có một chiếc thôi. Chị đang nhanh tay thì còn nhá các chị nhá. Kiểu màu xanh rêu này nhanh tay thì còn này. Cực đẹp. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Có câu hỏi gì các chị comment vào like đi ạ. Mọi người xem like trầm thế. Các chị có câu hỏi gì thì comment vào like nhá. Và chia sẻ cho em này. Hay là mình và có thể vào đây nói chuyện với em cũng được. Và mình nói chuyện với nhau tâm sự. Không cần phải cứ là mua hàng. Em sẽ lên giày nhá các chị nhá. Mọi người có muốn em lên mã giày không?
chị đang xem live con mình tương tác nhá, để em chuẩn bị lên một mã giày. Các chị đang xem live tương tác với em cho em xin một comment này và chia sẻ bài viết cho em các hội nhóm nhé, trang cá nhân ở chế độ công khai. Em chuẩn bị lên một mã giày. Đây giày em lên ngày hôm nay. Đôi giày này hôm nay em sẽ bán với giá cực kỳ sốc trên live. Mọi người vào xem live nhanh tay cho em xin một dấu chấm và comment cho em để em bắt đầu bán đôi giày này, hàng vừa mới về của nhà em nhé. Hàng vừa mới về em sẽ bán nó với giá là bao nhiêu được. Cực kỳ xinh luôn, mùa đông rồi nhà mình đi tập thể dục, đi chơi hay là đi bất cứ đâu mình đeo giày thể thao nó sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều và giữ ấm cho đôi chân các chị nhé. Ai có câu hỏi gì về cái form áo hay nào thì các chị comment. Còn ai quan tâm về giày thì cũng comment nhé, để em lên các mã giày. Nó có nhiều màu đấy chứ không phải là nguyên một màu đen đâu. Mọi người xem like chậm thế chia sẻ like cho em nhé. Và có câu hỏi gì thì các chị cứ comment và like ạ. Cứ comment và like tương tác để em lên các mã hàng đẹp cho các chị ngắm. Và em đang mặc vào mã 995, thật sự nó rất là ấm. Em đứng em mặc như này nó nóng lắm, tại vì giữ nhiệt. Em phải kéo bớt ra cho nó thoáng. Mã 995 này rất ấm luôn, mặc mùa đông thì cực ấm. Các chị có câu hỏi gì về mã 995 thì comment nhá. Có câu hỏi gì về mã 995 hay đang mặc thì các chị cứ comment vào like sẽ tư vấn ạ. Em chào tất cả các chị đang xem live nhá. Mọi người xem live trầm thế. Đây em sẽ đứng gần cho mọi người là xem lại mã 995. Em sẽ đứng gần cho mọi người xem lại mã 995 của em này. Mã 995 màu nâu đất cực sang luôn. Ai mà chưa sở hữu cho mình một form áo da ở trong tủ thì thật sự là đây là một cơ hội cho các chị luôn. Hôm nay mình mua áo 1.050.000 với giá là 400.000 ở trên live của em nhé. Mọi người có câu hỏi gì thì comment vào like nhé và chia sẻ bài viết cho em đi ạ. Các chị chia sẻ bài viết để ủng hộ em nhé, lên hội nhóm, lên trang cá nhân để chế độ công khai cho em. Tại vì hôm nay em rất là nhiều hàng, nếu như mà các chị tương tác thì em cũng sẽ bán giá sale hết cho các chị. Mã 995 lên đang mặc đây ạ. Em sẽ dơ lại màu nha. Em sẽ dơ lại màu nâu đất như em đang mặc. Màu nâu đất là màu em đang mặc. Màu xanh rêu còn duy nhất size L nhá. Còn ba màu này là còn đủ size. Chị nào mà nặng 55, 56, 57kg mặc cái size L này siêu xinh luôn. Phần cổ của nó này, phần cổ của nó là phần cổ tròn nhá. Khi mình kéo hết khóa lên rồi đóng cái cúc cổ này vào, cực ấm và giữ nhiệt cho mình. Mà em đang mặc là mã 995 có 4 màu, nâu đất, vàng bò, xanh rêu và đen. Duy có 3 màu này là đang còn đủ size S, M, L, XL này. 3 màu này đang còn đủ size S, M, L, XL nhá. Cho chị nào từ 40 đến 60kg. Các chị có câu hỏi gì về form áo thì mình cứ comment vào like, em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn về form áo nhé. Đây, S, M, L, XL đủ luôn. Có câu hỏi gì các chị comment em tư vấn cho các chị nhé. Mã em đang mặc đây là mã 995 đấy ạ. 995 cực sang, tại vì cái áo da ấy, mình mặc áo da form nó đẹp đã là một phần. Nhưng mà cái chất lượng da của nó phải tốt mới là một phần, nếu không thì nó sẽ rất là nhanh có hiện tượng nổ da các chị nhá. Nhưng mà áo của nhà em mặc 2-3 năm vẫn ok. Tại vì rất là nhiều khách hàng mua hàng xong không feedback cho em là mua áo 2 năm xong, mua áo mặc 2 năm rồi, đến mùa thứ 3 mặc vô da mang đi hớt, mặc vẫn mới, mặc vẫn như mới. Em đang mặc đây là 995 nhá. Các màu 995 này em vừa giới thiệu cho mọi người rồi. Có câu hỏi gì về mã 995 thì cứ comment ạ. Em sẽ tư vấn kỹ hơn. Mọi người có câu hỏi gì về mã 995 thì các chị cứ comment nhé. Chia sẻ bài viết cho em lên các hội nhóm đi ạ. Mọi người chia sẻ bài viết cho em để em bán giá theo nhé. Cái giá theo này là một giá không lợi nhuận. Thật sự là không có một tí lợi nhuận nào đây rồi. Bán xả hàng chiên, tại vì nó còn rất là ít, số lượng còn rất là ít.
nên là trả hàng nốt cho các chị để tri ân cho các chị đã luôn ủng hộ em. Mã 995 này. Màu em đang mặc là màu nâu đất vàng bò. Đây là vàng bò này. Vàng bò. Và màu đen nhá. Màu đen đây ạ. Mọi người nhìn form dáng của áo cực kỳ đẹp. Nó dù nó có một cái thiết kế đơn giản, không có một cái gì gọi là quá là đặc biệt trên form áo, nhưng mà nó lên áo rất là chuẩn các chị nhá. Tại vì đẹp đẹp từng đường kim mũi chỉ, và nó thiết kế áo rất là thông minh, nó sẽ tôn lên những phần đẹp của mình và che đi những cái điểm xấu nhá. Đây ví dụ như luôn là cái phần vai của nó có đệm ở đây, khắc phục hoàn toàn cái khuyết điểm là vai xuôi cho mình. Rất là nhiều người có khuyết điểm là vai xuôi, em vai em cũng hơi bị xuôi nhá, nhưng mà mặc form áo này lên, mặc form áo này lên nó cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy nhanh tay comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại, duy nhất ở trên live mới có giá này các chị nhá, duy nhất ở trên live mới có giá này. Nếu như mà mình qua cửa hàng mặc hay mang qua cửa hàng mua ấy thì nó sẽ là nguyên giá 1.050.000 ạ các chị nhá. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Nhìn kỹ về chất áo cho em này, chất áo nhá, em sẽ giới thiệu một chút về phần khuy khóa của áo. Khuy khóa của áo cực kỳ sáng và kéo, cái khóa của nó kéo cực kỳ trơn luôn ạ. Cái khóa của nó kéo cực kỳ trơn nhá, và không bao giờ có trường hợp là bị nghẽn khóa ở giữa chừng. Mình mặc áo mà mình kéo khóa nó bị nghẽn khóa giữa chừng mình rất là bực, rất là cáu. Nhưng mà cái form áo này của nhà em không bao giờ có cái tình trạng đấy. Tại vì khuy khóa của nó là khuy khóa hàng Quảng Châu cao cấp, thì cái chất lượng và các thứ đều không phải chê gì rồi, tại vì nó là hàng cao cấp các chị nhá. Ai đấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em các chị nhá. Mọi người có câu hỏi gì thì cứ comment vào like sẽ tư vấn trả lời. Có câu hỏi gì, có thắc mắc gì, không biết mình mặc size gì vừa thì các chị cho em comment là chiều cao và cân nặng nhá. Cho em xin chiều cao và cân nặng, em sẽ tư vấn cho mọi người kỹ hơn. Đây là mã áo 995 của em. Em sẽ mặc màu khác nhé. Mã áo 995 này. Em sẽ mặc màu khác cho các chị xem. Có câu hỏi gì thì các chị chờ comment nhé. Chín chín năm này, 995 vàng bò. Đây màu vàng bò đây. Chị nào thích thời trang và trẻ trung thì lấy cái màu vàng bò này nhá. Màu vàng bò nhìn rất là nổi bật. Màu vàng bò của mã 995 này. Ai lấy thì nhanh tay comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em nhé. Ai lấy thì tiếp tục comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Mã 995 của em có 4 màu, mọi người biết nắm rõ cái màu của mã 995 chưa? Và nếu như mà các chị tí nữa vào xem live sau, khi mà live của em đã kết thúc thì mọi người có thể chụp ảnh màn hình rồi gửi qua inbox nhé, để mình vẫn được áp dụng giá sale ạ. Đây mã 995. Màu nâu đất em vừa mặc xong. Màu nâu đất cực sang luôn. Cái màu nâu đất này là nó là một cái tông màu trầm nhá. Mặc rất là sang. Và màu em đang mặc đây là màu vàng bò ạ. Màu vàng bò và màu nâu đất đang còn đủ size S, MLXL nhá. Màu đen này cũng đủ size S, MLXL luôn. Chị nào quan tâm về mã áo 995 này, nhanh tay comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Và nhớ là quay ra chia sẻ cho em nhé. Mọi người để được áp dụng cái giá sale là 400.000 ngày hôm nay là các chị chia sẻ cho em 4 lần, 5 lần hội nhóm và 2 lần Facebook cá nhân chế độ công khai cho em là mình sẽ được áp dụng giá sale ạ. Em chào chị Đường Tôi Đi nhá. Mọi người vào xem live sau em sẽ phổ biến lại cho các chị nghe này. Chị Đường Tôi Đi ơi, cùng vào đây săn áo nhá. Ngày hôm nay em đang bán áo với giá sale là 400.000 thôi. 400.000 cho một form áo hàng Quảng Châu cao cấp của nhà em nhá. Hàng này ở cửa hàng bán nguyên giá, giá sale ở cửa hàng là 1.050.000 ạ. Hôm nay các chị sẽ được sở hữu nó với giá là 400.000.
sale không nhân ngày gì, tại vì chỉ là nhà em hết hàng, đang còn vài mã thôi, đang còn vài chiếc thôi, nên là xả nốt cho các chị cho nó hết hàng luôn, tại vì cũng rất là nhiều hàng nhập về nhưng mà bán hết rồi, nên đây cũng như là một cái giá tri ân dành cho các chị nhá. Ai lấy đi comment cho em là 995 kèm màu kèm điện thoại 995 này. Xanh rêu đây ạ. Có câu hỏi gì thì các chị cứ comment vào like nhá. Màu xanh rêu còn duy nhất size L cho các chị từ 55, 56, 57 kg mặc vừa. Nâu đất và đen đây ạ. Nâu đất và đen cũng đủ size nhá. Vàng bò em ra mà cũng đủ size luôn. Các chị mặc size gì hay còn chưa biết mình mặc size gì thì comment cho em xin chiều cao và cân nặng ạ. Comment cho em xin chiều cao và cân nặng để em tư vấn cho mọi người nhá. Và về giá sale này là em áp dụng cho những chị chia sẻ cho em 5 lần hội nhóm và 2 lần Facebook cá nhân ở chế độ công khai ạ. Mọi người có câu hỏi gì về mã 995 các chị tiếp tục comment nhá, em sẽ tư vấn. Đây mã 995 em đang mặc đây. Em gọi anh. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Đây em sẽ sơ lại màu một lần nữa nhá. Mã 995 này thử. Xanh rêu duy nhất size L, màu đen và màu nâu đất, màu vàng bò và đủ size S, M, L, XL nhé. Ba màu này hiện tại đang còn đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg mặc vừa. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhé. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em ạ. Đây, ba màu này còn đủ size này. Các chị la tăng hay là thích áo nào thì có thể comment nhé. Em sẽ lên mã áo như các chị mong muốn. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Đây màu vàng bò như em đang mặc. Có đủ size màu như em đang mặc có đủ size S, M, L, XL ạ. Các chị có câu hỏi gì về like thì comment phía dưới em sẽ trả lời và tư vấn nhé. Đây, màu vàng bò, màu nâu đất và màu đen hiện tại đang còn đủ size và có giá sale còn 400. Có giá sale trên line ngày hôm nay chỉ còn 400.000 cho một form áo hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhé. Và nguyên giá của nó cửa hàng sẽ là 1.050.000. Ngày hôm nay chị nào mà chưa sở hữu cho mình được một form áo ra thì vào đây mình cùng săn áo với giá cực kỳ rẻ ở trên line luôn ạ. Ba màu này còn đủ size này, đen, nâu đất và vàng bò đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg sẽ mặc vừa form áo này nhá. Ba màu em còn đấy ạ. Đây nhá, màu nâu đất ạ. À. Em sẽ mặc lại màu nâu đất này. Các chị có câu hỏi gì về form áo của nhà em thì cứ comment em sẽ tư vấn thêm nhá. Còn những cái màu mình phải mặc lên giá nó mới đẹp chứ không dơ thì nó sẽ không. Thôi bên này chứ. Em được quen bây giờ đấy. Đây ạ, mã 995 em đang mặc này. 995 có màu nâu đất nhá, 995 có màu nâu đất. Lai đến 9 giờ. Là 1 tiếng rưỡi. Lai hôm nay đến 9 giờ. Lai lai đến 9 giờ. Mã 995 này. Áo em đang mặc có giá là 400 chị Chu Quân nhá. Áo em đang mặc có giá là 400 thôi. Chưa ăn gì đâu. 400 là giá sale rồi. Còn nguyên giá của nó là 1.050.000 các chị nhá.
Giá của nó sẽ là 1.050.000 đồng, còn giá sale trên live là 400 thôi. Mọi người nhanh tay vào đây săn nào, với giá cực kỳ rẻ luôn. Mọi người nhìn chất da cho em nhé. Đặc biệt đây là form áo 1.050.000 chứ không phải. Còn lâu mới hiểu hộp được. Bây giờ đi về thẳng vào ngọt không. Đây nhá, ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Có câu hỏi gì thì các chị cứ comment vào like nhá. Có câu hỏi gì thì mình comment vào like. Nếu như mà có thắc mắc hay là muốn em mặc lên dáng màu gì thì mình cứ comment, em sẽ mặc lên dáng nó sẽ đẹp hơn là em rơi như thế này rất là nhiều. Rơi như thế này cái form áo lên nó không được chuẩn, nhưng mà mặc lên người nó sẽ khác hẳn ngay các chị nhá. Mã em đang mặc đây là mã 995. 995 có 4 màu ạ. Chị Chu Quân có ưng mã 995 thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại chị nhá. Cái giá sale này nó không bao giờ có ở ngoài thị trường. Em đảm bảo là cái form áo này ở ngoài thị trường người ta phải bán hơn 1 triệu đồng là cái chắc chắn. Chị ơi không, chị ơi, form áo đấy bên em cứ xả rẻ 400 thì đâm ra mọi người lại suy nghĩ là cái áo này nó không ấy. Nhưng mà đây nhá, em khẳng định với chị cái hàng này người ta bán hơn 1 triệu ạ. Và nhà em đây bán ở cửa hàng treo ở cửa hàng. Form áo này em bán với giá là 1.050.000 các chị nhá. Nhưng mà mọi người mua với giá cái 1.050.000 là bên em sẽ có bảo hành các thứ. Nhưng mà bên em vẫn cái form áo đấy bán với giá hôm nay là giá tri ân cho các chị với giá 400 này. Các chị cứ xem lại những cái like, nếu như mà theo dõi like của em thường xuyên thì các chị cũng biết là đây là form áo hàng 1.050.000 của em. Nên là các chị quá là may mắn nhá, nếu như mà mình đặt áo ở trên like này sẽ được giá sale là 400.000 thôi ạ. 400.000 mọi người, hay là người tiêu dùng thông thái mình mua một sản phẩm nhá. Mua một sản phẩm với giá rẻ nhưng cái chất với cái chất lượng thật của nó thì nó lại là hàng hơn 1 triệu con. Ai lấy comment cho em là 995 nhá. Chị Chu Quân có thắc mắc gì về mã áo này thì chị cứ comment thêm nhá, em sẽ tư vấn. Và chất da của nhà em sẽ dơ cho chị xem kỹ về chất da nhá. Đây không biết là chị thích màu gì, nó có 4 màu đấy ạ. Đây mọi người nhìn chất da, nếu như mà mình am hiểu về da, mọi người nhìn về qua về cái chất da này, mọi người cũng biết là nó là hàng đẹp hay hàng xấu. Các chị nhìn cái chất da nó rất là mịn tay, sờ cực kỳ mịn tay nhá. Và da nó có cái độ co giãn nhẹ. Da là có độ co giãn nhẹ và bên trong của nó này, mọi người nhìn nó đẹp từ trong ra ngoài. Bên trong của nó có lớp lót gió cao cấp nhá, cực kỳ là giữ nhiệt và chắn gió cho các chị khi mình đi ngoài trời mùa đông. Đây là mã 995 này. Ai lấy tiếp tục comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Chị Chu Quân thích màu gì thì có thể comment vào like để em lên cái màu chị thích cho chị ngắm kỹ hơn về form áo ạ. 995 có 4 màu mọi người nhá. 995 có 4 màu. Thích màu gì thì chị cứ comment vào like sẽ mặc lên cho chị xem. Màu đen, màu nâu, màu vàng bò này và màu xanh rêu. Ba màu này là còn đủ size, nhưng mà cái màu xanh rêu này còn duy nhất size L thôi nhá. Chị cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu có thể comment cho em xin chiều cao và cân nặng để em tư vấn cho mọi người. Mã áo 995 của em này. Mã áo 995 đang có giá sale cực kỳ sốc ở trên live là 1.050.000. Sale xuống còn 400 thôi. Các chị nào mà chưa sở hữu cho mình một form áo da thì vào đây mình cùng săn áo với em nhá. Giá này cực kỳ tốt luôn ạ. Ai lấy comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Đây là phần đằng sau của áo này. Phần đằng sau của áo này. Em sẽ giới thiệu qua một chút về cái form áo 995 này cho những chị vào sau còn chưa hiểu về form áo nhá. Form áo 995 này của em là một form áo hàng Quảng Châu cao cấp. Từ về chất da của nó, đường kim mũi chỉ, các chị nhìn kỹ này. Cái chất da và đường kim mũi chỉ cực kỳ chuẩn nhá. Khuy khóa của nó cũng rất là sáng và khuy khóa làm bằng hợp kim cao cấp tổng hợp nên là không bao giờ có trường hợp mà bị hoen gì hay là xỉn màu sau một khoảng thời gian sử dụng nhá. Chị nào lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại. Cao 1m65, cao 1m65 nặng 70kg thì mình không vừa rồi chị canh nào ơi. Bên em thì hầu như là nếu như các chị cao thì tầm 62-63 nhưng mà nếu thấp thì mình chỉ tầm 60 cân đổ về thôi ạ. Sau này bên em sản xuất ra cái form áo rộng hơn thì bên em sẽ like cho chị nhé. Tại vì có rất là nhiều chị có phần cân nặng lớn nhưng mà cũng rất thích cái form áo da của bên em. Các chị cứ like page và theo dõi nhé. Khi nào có hàng thì em sẽ like cho các chị xem. Mã 995 anh đang mặc, chị nào lấy thì comment cho em là 995.
kèm màu kèm số điện thoại các chị nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em để lấy cái form áo em đang mặc đây, với giá là 400, đẹp luôn. Em mọi người nhìn cái chất da của nó, chị nào mà am hiểu về chất da nhìn qua là biết. Phần tay của nó nhá, phần tay của nó có phần khóa đấy ạ, phần tay của nó có khóa dùng để cơi nới phần cổ tay ra khi mà mình cởi áo ra hay là mặc áo vào nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì mùa đông mình sẽ mặc thêm ở bên trong một cái áo len nữa. Vâng ạ, em cảm ơn chị Canh Nóng nhá. Em chào chị Dung Nguyễn ạ. Ai lấy thì comment cho em nhá. 995 kèm màu kèm số điện thoại. Đây sẽ dơ lại 4 màu. Và ngày hôm nay em sale 2 mã ở trên line nhá. Ngày hôm nay em sẽ sale 2 mã ở trên line là mã 995 em đang mặc đây và mã 816 á. Em sẽ dơ lại mã 995 một lần nữa để em qua mã 816 nhá. Màu đen này. Màu đen đủ size S, M, L, XL cho các chị từ 40 đến 60 kg. Màu vàng bò này cũng ăn còn đủ size nhá. Duy nhất có cái màu xanh gel này thì còn duy nhất size L thôi. Cho chị nào tầm 55, 56, 57 kg là mình sẽ mặc xanh gel vừa. Màu xanh gel cực đẹp nên là bị cháy hàng rất là nhanh. Mọi người ngắm kỹ form 995 của em một lần nữa nhá. Để em chuẩn bị qua mã. Em cảm ơn chị Thu Nguyễn ạ. Áo của bên em cực kỳ đẹp luôn, tại vì đây là hàng Quảng Châu cao cấp mà em bán với cái giá 400.000 là giá sale không lợi nhuận cho các chị luôn. Chị nào lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại nhá. Em sẽ qua mã 816 cho các chị xem. Đây mọi người ngắm kỹ về form áo 995 nữa này. Mình có thể mặc như thế này. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại có 4 màu đấy ạ. Mọi người muốn em mặc lên dáng màu gì cũng có thể comment vào đây để em mặc lên dáng cho mọi người xem kỹ hơn về chất và màu sắc nhé. Phần vai của nó có thiết kế đệm ở bên trong, phần vai của nó có thiết kế đệm ở bên trong để khắc phục hoàn toàn cái khuyết điểm là vai xuôi cho mình. Tại vì có rất là nhiều người Việt Nam hay có cái khuyết điểm là vai mình bị xuôi ấy. Nhưng mà với chiếc áo này sẽ khắc phục hoàn toàn cái khuyết điểm đấy cho các chị. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. Phần túi của nó nhá, phần túi của nó là túi giả. Phần túi của nó là phần túi giả nhá, vì sao nhà em không thiết kế túi thật. Em đã giới thiệu rất là nhiều lần, bởi vì thiết kế túi thật ở đây thì cái phần lớp lót ở bên trong của túi nó sẽ gây cộ. Nó sẽ gây cộ vào phần bụng của mình nhá. Nên là nhìn nó sẽ có cảm giác là bụng mình bị to. Nhưng mà nhà em với cái form áo này thiết kế ở bên trong không bao giờ lộ cái phần bụng như thế. Mà em đang mặc là mã 995 ạ. Mà em đang mặc là mã 995. Em sẽ dơ lại màu một lần nữa. Màu này đủ size này. Màu nâu đất đủ size. Màu xanh rêu còn size L. Và màu đen, màu vàng bò cũng đủ size nhá. Ai lấy thì comment cho em là 995 kèm màu kèm số điện thoại ạ. 995 kèm màu kèm số điện thoại cho em để đặt áo nhá. Sau đây thì em cũng lên tiếp theo là một form áo sale nữa. Form áo tiếp theo em lên trên line cũng là một cái mã áo được sale trên line ngày hôm nay nhá. Mọi người ngắm kỹ về cái form áo này đã này. Nó cực đẹp luôn. Cái chất mua áo ra ấy, cái form áo đẹp là một phần, nhưng mà cái chất liệu của nó cũng phải tốt nữa các chị nhá. Nếu không thì mình mặc chỉ cần 1-2 lần thôi là da nó bị nổ ngay. Tại vì các chị cũng biết là da nó làm nhái được rất là nhiều. Nhưng mà nhái em nó là hàng Quảng Châu cao cấp các chị nhá. Giá nguyên giá của nó là 1.050.000. Các chị mà đến cửa hàng em vẫn mua với giá là 1.050.000 bình thường. Em sẽ qua mã nhá. Đây là mã 995 đây ạ. Mọi người có câu hỏi gì các chị cứ comment nhá. Có câu hỏi gì về áo và về form áo hay về chất liệu, các chị cứ comment em sẽ tư vấn kỹ hơn cho mình. Còn thích màu nào cũng cứ comment em mặc lên dáng cho các chị xem kỹ hơn. Tiếp theo là mã áo 816 á. Chị nào mà thích form áo cổ vét nhá thì mình sắm ngay em áo này về. Tại vì cái form áo này nó còn mặc được 2 kiểu trên một chiếc áo. Một form áo như em mặc đây nó mặc được 2 kiểu nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhìn cái chất da của nó này. Cái chất da nó bóng vừa phải nhá. Sò vô cùng mịn tay. Da thì có độ co giãn nhẹ.
Mã 816 em đang mặc đây ạ. Đây mã 816 này chất da nó cực kỳ mềm, dù là mình đang mặc một cái form áo rất là bó nhá, nhưng mà khi mình hoạt động này chất da của nó sẽ không để lại các nếp nhăn. Nó sẽ không để lại các nếp nhăn đâu. Đây mọi người nhìn, nó không bị nhăn. Và hoạt động vẫn rất là dễ dàng tại vì chất da nó vô cùng mềm luôn. Ai lấy mã áo em đang mặc thì comment cho em là 995 kèm à mã em đang mặc là mã 816 các chị nhá. Mã 816 ngày hôm nay. Mã 816 ngày hôm nay trên live cũng bán luôn với giá là 400.000 thôi ạ. Mã 816 của em đây nhá. 816 hôm nay ở trên live cũng bán luôn với giá là 400.000. Một form áo hàng Quảng Châu cao cấp này. Toàn bộ cửa hàng em đều là form áo hàng Quảng Châu cao cấp, nên là cả về chất lượng này, về chất lượng hay là về chất liệu da, form dáng đều rất là ưng ý nhá. Bản thân em thấy rất là ưng ý những cái form áo. Đây lớp lót ở bên trong của nó nhá. Lớp lót ở bên trong của nó là lớp lót gió cao cấp, đảm bảo là không bao giờ có tình trạng là bay xù. Và nó còn có tác dụng là giữ nhiệt và cảm gió cho các chị nhá. Đi ngoài đường mình sẽ không bao giờ lo là bị lạnh. Mã em đang mặc đây là mã 816. Chị nào lấy comment cho em là 816 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 816 kèm màu kèm số điện thoại. Mình mặc size bao nhiêu thì comment cho em luôn. Hoặc là nếu như các chị còn chưa biết là mình mặc size gì, còn đang lăn tăn là không biết mình sẽ mặc size gì, thì comment cho em xin chiều cao và cân nặng nhá. Comment cho em xin chiều cao và cân nặng của các chị vào like, để em sẽ tư vấn cho mọi người về mình sẽ mặc size gì nhá. Còn không thì cứ để lại cho em mã hàng kèm số điện thoại, thì trước khi gửi hàng đi thì bên em sẽ có người gọi điện và tư vấn cho các chị về chiều cao cân nặng nhá. Vâng. Các chị có câu hỏi gì về form áo thì các chị cứ comment nhá. Có câu hỏi gì về form áo của nhà em thì các chị cứ comment. Ngày hôm nay nhắc lại là em treo hai mã đấy ạ. Em sẽ nhắc lại sơ qua về like của em ngày hôm nay là em đã treo hai mã ở trên like, là mã 995 và mã 816 nhé. Hai mã em treo ở trên like ngày hôm nay là mã 995 và mã 816. Mã 816 là em đang mặc đây. Và mã 995 đây nhá. 995 có 4 màu, 816 có 2 màu. Chị nào lấy thì sau khi em kết thúc live thì có thể là chụp ảnh màn hình rồi gửi qua inbox cho shop em, để mình vẫn được tính giá sale như ở trên live nhá. Còn bây giờ nếu như không có chị nào comment hỏi em nữa thì em sẽ xin phép dừng live ở đây này. Cảm ơn tất cả các chị đã theo dõi và ủng hộ em nhá. Tay em đang toát mồ hôi không bấm được. Anh lấy của em không?